Hồi nãy em nói bà nội em là có chú Cô Lô Men xuống quay hả? Dạ. Bà nội em là... Bà Tô Thi Ly á. À đúng rồi. Dạ. Nghĩa là nếu như chính quyền địa phương có một cái giải pháp hợp lý thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ không phải là mình thấy người ta đậu mình ra mình phạt 200 ngàn, nó không phải là giải pháp. Hai đứa lớn, đứa thì học lớp 1, đứa là học lớp 2. Còn hai đứa nhỏ thì gọi nữa. Có 4 đứa con luôn. Tôi xin nhìn thấy em chắc nhỏ tuổi mà ta, em năm nay nhiêu? 25 tuổi là tới nay. 25 tuổi mà có 4 đứa con. Có chồng 16 tuổi. Cái gì? 16 tuổi có chồng hả? Dạ. Nó có chồng sớm như vậy. 16 tuổi có chồng. 25 tuổi 4 đứa con. Nhiều khi em nói người ta đâu tin đâu. Và sợ 4 đứa con thì. Nhìn thấy em trẻ khô dạ. Mà. Không bỏ cái gì kìa. Em nói bà nội em là có chú Cô Lô Men xuống quay hả? Dạ. Bà nội em là... Bà nội em là bà Tô Thi Ly á. À đúng rồi. Dạ. Anh có coi cái clip đó mà anh không có nhớ. Dạ. Là Cô Lô Men kêu bằng cụ Ly đó phải không? Dạ, cụ Ly. Cụ Ly. Em là cháu nội của cụ Ly. Dạ. Một ngày em bán được bao nhiêu ta? Là khoảng 40-50 ly là một nồi này ha. Dạ. Đây em mở cái nắp ra coi nhìn ngon không? Dạ. Trời quá trời ngon luôn các bạn ơi. Quá trời thơm. Quá trời thơm vậy. Dạ, đậu nành đó anh. Đậu nành phải không? Dạ, nó được nấu từ đậu nành hả? Dạ. Rồi có bỏ lá dứa vô đó không? Dạ có anh, nước mình quậy á, bỏ lá dứa vô cho nó thơm. À, dạ. Nó thơm mùi đậu nành với lá dứa hả? Dạ. Đậu nành nè, với nước, với lá dứa, còn dạ. Gì nữa em? Nguyên dạ, liệu gì bột nữa? Bột gạo. Bột gạo hả? Dạ. Bột gạo là mình phải phải xay hay sao? Xay gạo ra rồi mình phơi. Rồi ở nhà em tự xay hay là em đi đặt? Dạ tự xay. Tự xay rồi mình. Có cái máy không? Ở nhà có cái máy không? Dạ có, nhà có cái máy xay gạo, bột gạo với xay đậu đó. Dạ, ở nhà mình tự xay thế ha. Mà đúng là em bán nhiều vậy là phải có đồ để làm thì nó mới lời chứ nếu dạ. Mà em đi ra ngoài em xây tốn tiền thì đâu có lời nổi. Dạ đúng rồi. Tại vì xây đậu là một ngày khoảng 30-40 ngàn. 30 ngàn hả? Dạ. Xây bột là chưa tính nữa. Rồi ông xã em làm gì? Dạ ông xã em làm hồ. Xã làm hồ hả? Dạ. Bữa nay có làm không? Dạ không. Không hả? Tại vì đang thất nghiệp, công trình đó làm xong rồi chưa có chỗ khác làm. Gì đó hả? Dạ. Nghĩa là đi theo công trình, khi nào mà công trình nó có công việc thì mới làm. Dạ, không có thì ở nhà. Không có thì ở nhà. Dạ. Còn hồi nãy em kể là em đẩy vòng vòng là em bị phạt hả? Dạ, đẩy vòng vòng thì bị phạt có 200. Cách 2-3 ngày là 200, 2-3 ngày là 200. Và bây giờ là không có phạt 200 nữa. Mà nếu mà mình nó thấy mình là có phạt 2,5 triệu. Còn không đó là nó sẽ lấy xe mình nó giữ. Phạt 2,5 triệu ha? Và 2,5 triệu là khi mình đẩy ở ngoài lề đường phải không? Dạ. Nó phạt 2,5 triệu. Dạ. Anh mua ấy gì kìa? Mua tàu hũ. Anh mua tàu hũ em bán đây. Dạ. Có anh này lại mua tàu hũ nè em ạ. Anh ăn này thấy ngon anh? Nãy em đứng này thấy cái mùi là thấy ngon rồi. Có lấy bột không? Có bột không? Dạ, có. Bán mà ngon mà sạch sẽ. Nhìn thôi, ngon quá trời ngon luôn. Giá cũng bình dân nữa, ly có 10 ngàn hả? À. Bánh lá dừa này em bán cho ai hay vậy? Dạ bánh dừa đó, em bán tiếp cho chị sớm. Tiếp cho chị sớm hả? Anh trả tiền. Lại ăn thêm ly nữa. Ngày nào mối, ngày nào cũng ăn 2 ly hết trơn. Mối hả?
nãy lại đứng đây thấy nha, mở cái đó ra. Rồi ba anh ha. Nó nói vừa em bán giùm cho ai? Dạ em bán giùm cho cái chị ở xóm. Chị ở xóm hả? Dạ. Rồi chị ở xóm gửi cho em bán giùm hả? Dạ. Hồi nãy em kể mấy lần bị phạt đấy rồi cái chính quyền địa phương người ta có nói là sắp xếp chỗ cho em bán không? Dạ không. Sao kỳ vậy ta? Họ chỉ phạt là lấy tiền vậy thôi hả? Lấy tiền thôi. Rồi nào giờ em có bị phạt 2 triệu mấy chưa? Dạ chưa, hổng rày là chạy không à. Chạy không à? Dạ. Có nghĩa là em phải đẩy liên tục? Dạ, em phải đẩy đi liên tục. Đẩy liên tục thì họ không phạt? Dạ, qua giờ làm việc rồi em mới đậu được chỗ. Gì đó hả? Dạ, qua cỡ 11 giờ là em mới đậu được. Rồi họ có giải thích cho em về cái này kia không? Dạ, nói là không có, bây giờ không có cho đậu ngoài đường như vậy nữa. Không cho đậu ngoài đường? Dạ. Mà em đậu ở chỗ chợ bán cũng không được. Dạ. Cái này là gì ta? Cái này là gì? Có lại chơi. Cái này lại chơi hả? Dạ. Sao thấy máy quay anh né không vậy? Đây nước đường nè các bạn. Nước đường nè. Ở trong đây có lá dứa nè các bạn. Anh ở Cà Mau. Đây nước đường này có lá dứa trong đâu bạn. Thơm ha. Nhìn nó cho ngon. Để con. Gửi nghe cà phê nghe. Ngồi nó con ấy này nước nó ngon hơn cái nước của cái cô cao cao. Cái cô cao cao kia sao cái đỏ cái. Chỗ này bán ngon hơn hả cô? Ừ, ngon. Bây giờ quay luôn đây đây nè. Đẹp. Vậy có hay ghé mua chỗ này không? Hả? Có hay ghé mua ủng hộ em gái này không? Có, mua hoài hả? Bye coi. Bye. Vậy là cổ mua 5.000 là em cũng bán luôn hả? Dạ. Ai ăn 5.000 thì em bán 5.000, ai ăn 7.000 thì em bán 7.000. Vậy là có 3 cái giá. Dạ. Ăn nhiêu bán nhiêu. Dạ. 1.000 em bán không? 1.000 em cũng bán nữa, nhiều ngàn, khi con nít lại mua 1.000 em cũng bán nữa. Thiệt luôn vậy đó hả? Dạ. Trời trời. Anh nói chơi đó mà thiệt luôn hả? Dạ có thiệt anh. Tại vì hôm bữa bé bán giấy số á, không có tiền mà mua 1.000 em thấy vậy em muốn cho chứ em không có lấy tiền. 1.000 thì đâu có gì đâu bán, tại vì dạ. Cái ly hết mấy trăm đồng rồi phải không? Dạ, rồi nắp rồi muỗng rồi bọc nữa. Tại vì á bé bán giấy số anh hỏi chơi gì mà có thiệt luôn hả? Dạ. Hôm bữa có cô kia bà cũng xách cái chén cô mua có 2.000. Xách cái chén mua 2.000. Dạ. Ngày xưa ở nhà anh á là có một cái bát đó. Dạ. Là gánh nè em. Dạ. Gánh cái đồ hũ nước đường này nè. Dạ đúng rồi, hồi xưa bà nội em là bà cô Huy Y á, bà gánh không à chứ bà không có đẩy xe. Rồi sau này nó thấy già quá rồi gánh không nổi nên người ta đóng cho chiếc xe. Vậy đó hả? Dạ chứ. Vậy là ngày xưa là bà nội em là bán gánh. Dạ, ngày xưa là bà nội em bán gánh. Dạ. Vậy là tính ra là bán gánh lâu hơn bán xe à, hả? Dạ đúng rồi, bán xe là mới có 2-3 năm nay thôi chứ là mấy năm trước là bán gánh không à. Gánh mấy chục năm luôn hả? Bà nội em bán nếu mà tính kỹ là khoảng như năm ta. Ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi. Dạ. Mà tới nay là 80 mấy. 82 tuổi. Vậy là gần 50 năm. Dạ. Lâu dữ ha. Dạ. Mà mới bán xe có 2-3 năm nay thì vậy thì có nghĩa là mà nội em bán gánh là 4 mấy năm rồi. Dạ. Quá trời lâu ha. Dạ gánh lâu lắm anh ơi. Tại vì hồi chào đó là gánh không mà chứ không có đẩy xe. À. Muốn đẩy xe hồi đó đẩy xe là phải đóng xe cũng mấy triệu mà. Cái lần mà Columen xuống quay á, thì anh thấy là bữa đó quay rồi bán cũng được khoảng bữa đó bán được mấy nồi em? Dạ bữa đó là bán được 3 nồi. Bán được 3 nồi. Dạ.
Rồi các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà nội được nhiêu ta? Dạ, tính ra tiền bán cờ hủ á là ba nội đó là được 11 triệu. À, 11 triệu. Tiền của bà thường quân nó cho thêm nữa là tổng cộng 51 triệu. À, 51 triệu. Nói chung là cũng cũng giúp được một phần cho bà nội. Em cũng cảm ơn những người giúp bà nội em. À. Dạ. Em tên gì ta? Dạ, em tên Lon. À, em tên Lon là cháu của cụ Y. Dạ. Và em sẽ gửi lời cảm ơn đến dạ, tất cả những mạnh thường quân phải không? Dạ. Và những người đã ủng hộ. Những người đã ủng hộ cho bà nội em. À. Hồi nãy em nói em có 4 đứa con hả? Dạ, em có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. À. Vậy đứa lớn nhất là học lớp 2? Dạ. Đứa con gái lớn học lớp 2, còn hai trai thì học lớp 1. À, lớp 2. Lớp 2 là cỡ 9-10 tuổi hả? Dạ. 9-10 tuổi. Thì còn hai đứa còn lại là em gửi dạ, mẫu giáo hả? Không, em gửi tư ngoài á. Gửi nơi giữ trẻ tư đúng không? Dạ. Vậy là cũng tốn tiền ha. Dạ, gửi hai đứa là một ngày 100 ngàn á. Một ngày 100 ngàn? Dạ. Trời ơi trời. Đúng là khó khăn thiệt. Dạ. Tại vì em bán cái này rồi ông xã này, nhiều khi không có công việc nữa. Phải ở nhà. Vậy là chi phí một ngày của em vòng vòng chứ cũng có 200 ngàn không ta? Một ngày đó là 200 ngoài nghìn. Ờ, 200 ngoài rồi, tại vì tiền gửi hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa rồi tiền uống sữa. Tiền ăn rồi này kia nữa là một ngày là hơn 200 mấy. Dạ. Vậy tính ra nhiều ha. Dạ, có 200 mấy hơn 300. Đúng rồi. Cái này mà không có nợ mới lạ nè. Đúng là khó khăn thiệt. Dạ. Tại vì anh quay, thường thường anh quay chia sẻ anh hay tiếu tiếu á. Nhưng mà đúng là cái hoàn cảnh em nó khó khăn thiệt. Dạ. Mà nhìn nó ngon quá. Dạ. Cái ly xanh xanh hồi nãy em nói là cái gì ta? Cái này nè bạn, cái này là bánh cúc lá dứa nè. Các bạn nhìn thấy ngon ha. Rồi cái đó thì mình sẽ bỏ gì, bỏ nước cốt vô hả? Dạ, bỏ nước cốt với nước đường vô với mè. À, bỏ nước cốt với nước đường với mè vô. Dạ. Rồi nước đường là nó giống cái kia không? Nó giống dạ, nước đường của tàu hủ. Nước đường tàu hủ. Nước đường bánh đúc là phải kẹo hơn. À, nó kẹo hơn phải không? Dạ. À, vậy là nó khác hơn. Còn cái tàu hủ thì nước đường nó lỏng hơn. Dạ. Nó kẹo hơn là cứ nghĩ là nó ngọt hơn hay sao ta? Dạ, nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Dạ. Cái nước cốt nữa bạn, nước cốt. Bạn nhìn thấy ngon không? Cái này nóng chưa? Dạ nóng. À, nè các bạn nhìn cái tàu hủ nè. Cái này nó kêu bằng tàu hủ non hả? Dạ. Tàu hủ non. Mình hay gọi là tàu hủ nước đường hả? Không được. À, bà nội em mấy giờ mới ra bán ta? Bà nội em là 2 giờ mới đi đẩy ra trong nhà đẩy ra. À, 2 giờ bà nội em đẩy ra bán. Dạ. À, bà nội bán 2 giờ là bán ở đâu ta? Dạ, ở dưới đường phường 1 á anh. Đường phường 1. Phường 1 là cái lần mà chú Colomen đẩy đi đúng không? Dạ đúng rồi. À, dạ. Đẩy đi rồi bà nội đẩy tới đâu, tới trường Bắn Công hả? Tới trường Bắn Công với dài ở dưới đường chùa Bà. À, dài ở dưới đường chùa Bà là bán dài lên rồi lại chỗ trường Bắn Công bán. À, bà nội đậu ở trong lề thì không có bị phạt phải không? Dạ, chắc đó bà nội đậu là hết giờ nên thành ra không có. À, nghĩa là mình để ở dưới lòng đường này thì người ta phạt. Dạ, dạ. Còn mình đậu ở trong lề thì không bị phạt. Dạ. Em bán ở đây sáng là em bán chỗ bệnh viện phải không? Nãy em nói là dạ, sáng em bán chỗ bệnh viện. Chỗ bệnh viện nhà thuốc á. À, bệnh viện nhà thuốc. À, khoảng 9 giờ là em qua đây. 9 giờ em đẩy xích lên đây. À, 9 giờ. 9 giờ em qua đây thì em bán tới khoảng mấy giờ nó hết ta? Dạ, nhiều khi 11 giờ, nhiều khi 12 giờ. À, 11 12 giờ. Nó hết. Bữa nào mình bán thôi mua thì mình hết sớm. Bữa nào bán có ít người mua bán hơi chậm lại. À. Rồi buổi chiều thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu ha. Rồi chừng nào mới nấu em? Chừng nào mình mới nấu cái này? Dạ là 5 giờ sáng thức dậy nấu. 5 giờ sáng mình thức dậy mình nấu ha. Dạ. Rồi khoảng 6 bây giờ mình lấy ra mình bán. Dạ
có 8 giờ em mới bán. 8 giờ mới xong ha. Dạ. 8 giờ nãy ra bán. Dạ. 8 giờ bắt đầu em đẩy đi dài dài ở dưới đường phường 1 đẩy lên. Rồi những ngày mưa sao em? Dạ trời mưa cũng đi luôn anh. Trời mưa cũng đi nhưng mà bán chậm thì mình bán dạ. trễ chút. Dạ, bán chậm lại chút. Ờ. Cái xe em gọn gì mà cũng bị bắt ha. Cái xe này gọn cơ hả bạn? Nó và nhìn nó cũng sạch sẽ nữa. À, em làm cho anh một cái ly gì đi? Bánh đúc á hả? À, vậy làm cho anh để coi à, bánh đúc cũng được. Em khỏi để gừng ha. Ít nước có ít thôi em, nước có ít thôi. À, có mè hả? Dạ. Anh ăn liền hả vậy anh? Nhìn ngon quá. Ờ, anh ăn liền cũng được. Em cứ đẩy nắp lại đi, đẩy nắp lại rồi để vô bọc cho anh đi. Mình mua một cái ly nữa mà. Bạn mình mua một ly bánh đúc nè bạn, nhìn ngon ha. Nè, ở trên này có mè nè, dưới có nước đường nè, đường này nó đặc hơn nước đường nãy em này nói nó đặc hơn. Rồi vậy chắc anh sẽ tạm biệt em trong cái clip này ha. Dạ. Em cũng muốn nói gì nữa không? Dạ không. Em cũng mong ai coi thấy thì lại ủng hộ tiếp em. À. Dạ. Cảm ơn. À. Rồi thông qua cái video này thì mình cũng hy vọng là các bạn xem và các bạn lại ủng hộ cho bạn trẻ này ha. Nãy em nói tên gì đó, anh quên rồi ta. Tên Loan ha. Ủng hộ cho em Loan nha các bạn. Còn cái việc mà bị phạt các bạn thì mình cũng gửi một cái lời đến chính quyền địa phương ha. Thì theo mình nghĩ thì ở Cà Mau á, là nó có rất là nhiều cái xe bán như thế này. À, không riêng gì tàu hủ á, nó còn nhiều cái món hàng khác nữa. Thì chính quyền địa phương á, là mình nghĩ là nên có một cái giải pháp, chứ không phải là mình cứ chạy vòng vòng mình phạt người ta mấy trăm ngàn rồi sau đó là kết thúc mọi chuyện, là không phải vậy ha. Có nghĩa là mình phải có một cái giải pháp là tập trung hay gì đó, để một cái nơi để cho người dân người ta có thể buôn bán ở đó với một cái điều kiện, nói chung là giống như là ưu đãi, tại vì bán cái này lời không có nhiều. Nếu mà mình mở ra một cái nơi mà để mà thu phí hoặc gì đó thì người ta cũng không bán được. Thì các bạn biết là nó thực tế là nó như vậy mà. Tại vì cái xe này thì em này lời đâu có bao nhiêu tiền, đúng không? Nếu bây giờ chính quyền địa phương mà mở một cái nơi để mà để những cái xe này để bán thì mà thu phí nữa thì chẳng khác nào giống như là không có tạo điều kiện rồi, đúng không? Còn nếu như mà mình chạy vòng vòng mình phạt người ta 200-300 ngàn hoặc là 2 triệu rồi đó thì cũng không phải là giải pháp. Cái đó chỉ bổ sung tiền vô cho nhà nước thôi chứ không có giải quyết được vấn đề đó. Thì cái ý của mình là như vậy ha. Hy vọng rằng chính quyền địa phương sẽ có một cái giải pháp nào đó nó hợp lý. Hợp lý này về tình, về nghĩa, về cuộc sống. Còn cái việc mà mình có chạy vòng vòng, mình đảo, mình phạt người ta 200 ngàn nó không có giải quyết được vấn đề. Cái đó là mình nói là thiệt, không có giải quyết được vấn đề. Tại vì ví dụ như cái em này thiệt tình thì em đã nói thật đi, còn những người khác người ta phạt 200 ngàn, người ta đóng 200 ngàn rồi tiếp tục người ta cũng bán nữa, đúng không? Đó. Thì cái này mình nói thì nó hơi nặng một tí, nhưng mà thật ra là cuộc sống nó là như vậy. Nghĩa là nếu như chính quyền địa phương có một cái giải pháp hợp lý thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ không phải là mình thấy người ta đậu mình ra mình phạt 200 ngàn, nó không phải là giải pháp. Cái đó giống như là nó không có gỗ gà, theo mình nghĩ là vậy. Thì hy vọng là qua cái clip này thì các bạn sẽ ủng hộ cho em gái ha, bán đậu hũ nước đường, một cái xe đậu hũ rất là ngon ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ha. Bye ha, chào tạm biệt các bạn nha.